Đứng đây, qua này. Thế này nhà trai nhà gái cách như cái 8 cây còn ông chiến gì? Thế thì nó 4 cây rồi, còn 4 cây nữa. Nó thuộc xã nào đấy? Đấy xã Triệu Đề đấy. À ngay ngay Triệu Đề đấy. Đầu đằng kia. Đầu kia đằng kia của xã Triệu Đề. Nó đi được đường này xong đi rẽ phải đằng đầu kia gì? Đằng Ủy ban biết kìa. Đấy, đấy chính là chỗ Ủy ban. Gần nhỉ. Được, ghép nhạc được mà. Nói chung mình đã làm YouTube thì... Như đã lần nào phối nhạc ngoài mà chưa? Có, đấy, mình lấy nhạc khác. Thiên nhiên này trong mình phải phối nhạc này. Đúng rồi, nếu mà mình đi làm bên ngoài mảng không phải đám cưới á. Đây là điểm gì đây? Đám cưới là có MC nó thuyết minh rồi, còn mình đi đây là mình phải thuyết minh. Thuyết minh mà mình phải tìm có hiểu. Rồi. Còn cái làm YouTube này là cái trình độ năng khiếu thuyết minh của ông là nó phải có người ta thích nghe. Hay và ông tìm hiểu sâu sắc về ẩm thực từng vùng miền này, bản sắc dân tộc của từng vùng miền này và những cái tục lệ tập quán của từng nơi là nó vào những ngày tháng năm nào là có những lễ hội tổ chức cái gì này. Mình nói được. Đó. Có cái là mình phải tìm hiểu được tất cả những cái bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc ấy thì là nó hay hơn. Thế còn đi làm cứ lau cầm được cái máy này không mà không chuyên minh, không tìm hiểu thì nó nếu mà dạng chuyên nghiệp của ông đó nó chỉ cần quay không thôi, về nó mới cho lên máy tính, bắt đầu nó mới ngồi phòng thu, nó mới chuyên minh sao, nó mới phối nhạc sao, còn nó cứ quay đây không. Bọn thường làm thì thu là nó phát thì trực tiếp tiếng luôn anh ạ. Có, nó vẫn về chỉnh sửa về nó chỉ cắt sửa cắt xẻo chỗ nọ chỗ kia thôi, hoặc nó ghép quay hôm nay hôm mai nó mới đăng. Nó ghép cái nó phát trực tiếp lắm. Không đâu, về nó vẫn phải chỉnh sửa nó mới tải lên mạng chứ. Còn phát trực tiếp phát cái nhưng không phát trực tiếp đâu. Phát trực tiếp là nếu vào những cái ấy nó khó tính nó loại ra khỏi ngay. Trong những lúc trực tiếp có nhiều cái nó phát trực tiếp là bây giờ nó yêu cầu phải bao nhiêu nghìn người xem thì mới đủ cái lượng người để cho ông phát trực tiếp. Nhưng không phải ông thế nào ông phát được. Có nhiều cái tính ấy, kể cả là ông nói tục này, hay là ông tuyên truyền này. Đúng rồi. Cái đường lối nó không đúng này. Nó cắt luôn. Nó có cái quy định của cộng đồng mạng chứ. Anh không nắm được, anh không hiểu được, anh đưa thuộc thưởng vào bạn báo vi phạm nó cắt hết. Nó cho nó tặng. Có nghĩa là nó hủy hết những video luôn, của ông. Hủy luôn, một vì luôn, của ông luôn. Ông không chấp hành nội quy của cộng đồng. Ông đưa những cái phản cảm này hay là cái những cái gì nó thuộc xã hội mà không cho phép là ông không thể được lướt máy qua đấy. Ông cũng, và nhỡ lướt qua về ông đăng tải là ông phải cắt bỏ đi. Đấy. Ví dụ thấy người tai nạn máu mê đầy ông cũng qua em đăng đây để tất cả nhiều cái nó quy định rõ ràng phết đấy. Mình mà để mỗi video mà để vi phạm rồi nó không tin tưởng đoạn là cắt hết. Đường kia ngoài lên đường D kia sẽ không nhanh hơn.
Sơn Đông chưa sang đến Triệu Đề. Cái ông Chiến đi chứng đi mỗi ngày một chuyến nhỉ? Mình có phải đi lấy hay là người ta giao tại nhà? Mình đi lấy xong lại đi giao. Thế còn cái người mà đem đến cho mình là ít đúng không? Không ai đem. Cái xe nhỏ thì mình đi lấy là đủ nhỉ? Cái như xe to thì nó phải đi gom chỗ nọ gom chỗ kia, alo chỗ nọ, sang tay chỗ kia. Cứ mỗi sang tay tí chỉ cần vài đứa con là nó cũng lên chuyện đấy, ông Chiến ạ. Vì cái số lượng của ông đi hàng 4-5 vạn hay là 6-7 vạn thì một vài giá con cả tưởng nếu mà nhân lên cũng to lắm, không phải là chuyện nhỏ lắm. Nhưng mà đi làm dịch vụ này là nợ nần này không khả năng cũng có gì đúng không? Vài 300 mình cũng phải chấp nhận thế nên mình mới làm dịch vụ đi. Có những anh nào nó nợ mình sau nó không làm cái nghề nữa không Chiến? Có, tối tàng vùng. Có trường hợp nó chuyển nghề là nó thôi đúng không? Tối tàng gọi mất tâm luôn, có thấy nữa họ nữa đâu. Nhưng mà đấy là nó không làm cái nghề như của chắc mình. Chắc nó không làm nữa, nó bỏ cả số điện thoại gọi nó chẳng đấy, thấy. Chính đối tượng đấy thì nó vụt ngay thật. Mất 1-2 đối tượng. Vì bây giờ nó là công nghệ cao, cứ bán hàng bán tiền cho nên nó không cần phải biết làm mặt nhau. Đôi khi là cứ cho nó chịu nó lấn sân nó lâu xong rồi nó mất tâm luôn. Cho các ông ơi, các bà lên trang nhất. Vâng, các bà cứ vào 1-2 nữa là lên tivi. Em bảo các chị có ngại lên tivi không thì em quay thoải mái. Cứ quay đi. Vâng. Thoải mái mà. Thoải mái. Mấy khi lại được lên tivi các bác nhỉ? Vâng. Yeah.
các ông, các bà, những người gia đình không có những bà Hồng, tôi gia đình trai, không phép tôi đại diện cho gia đình trai. Lời đầu tiên, xin kính chúc sức khỏe đến các cô, các ông, các bà, anh em bên bề ngoài, hai gia đình, hai họ, mẹ cha, mẹ gái, mạnh khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa các cụ, các ông, các bà, bên gia đình ông Tuấn, bà Hồng, cháu Nam, bên gia đình nhà ta đây, bà Hồng Đăng, bà Hương, sinh hạ thành phố Quỳnh. Qua quá trình công tác lao động học tập, hai cháu quen biết nhau, hai cháu tìm hiểu nhau, xong hai cháu thân đồng ý hợp. Hai cháu cũng xin phép gia đình muốn tìm hiểu của các cháu. Hai cháu có ý nguyện để về chung một nhà. Thông qua với gia đình bố mẹ hai bên thì cũng có biến báo đến các cụ, các ông, các bà, anh em bên bề ngoài ngoại của hai gia đình đến ăn trầu nước để vui vẻ và xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Thì hôm nay cùng ngày lành tháng tốt, sử đoàn nhà trai chúng tôi sang đây trước để chuyển hai phần lễ như các cụ, các ông, các bà bên gia đình nhà gái đã ban phát là lễ ăn hỏi trước là để thương chuyện với các cụ, các ông, các bà, anh em bên bề ngoại ngoại gia đình nhà ta. Sau nữa được các cụ, công, các bà chất lễ lễ cho xin phép chuyển đến đến gia viên. Kính mong các cụ, các ông, các bà, anh em bên về đồng ngoại của gia đình nhà gái nhận lễ ăn hỏi gia đình nhà ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, công, các bà. Hôm nay là tôi cũng được các cụ ở phía trên gia đình nhà gái mình quen thành mặt cho gia đình nhà gái có đôi lời trong hai cháu là cháu Quỳnh và cháu Nam đã đến tuổi trưởng thành và được hai gia đình nhất trí thân ý để coi như vậy là xây dựng hạnh phúc cho hai cháu. Hôm nay bên nhà trai đã chọn ngày tháng tốt đẹp giờ lành có cái lễ sang để ăn hỏi và hỏi cháu Quỳnh chúng tôi. Thay mặt cho gia đình nhà gái tôi xin trịnh trọng tuyên bố lễ ăn hỏi của cháu được bắt đầu và xin ra trân trọng. Bỏ đi một bàn luôn. Em ơi bỏ đi một bàn luôn. Bỏ đi một bàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
muốn con ruộng bên cái sân đồng này. Con gọi anh bạn cùng nhau đấy. Hồi xưa mà trắng lên là có quả, nhưng mà có một cái bánh mè 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 đâu chị nào làm mẹ cô dâu à, mẹ cô dâu đây à? Vâng. À. Chị này vẫn trẻ lắm nhỉ? Vâng, em nó còn ít tuổi mà anh. Vâng, năm nay năm mấy à? Chưa đến 50 à? Ừ, thế chơi cái lợi lên bà ngoại sớm. Đó là em út mà anh. À thế à? Vâng ạ. Vâng, em là cả mà là trưởng. À, chị là cả. Thế là tất cả mấy chị em gái tất đây? Không ạ. Năm chị em dâu ạ. À. Năm chị em dâu á? Ờ, chứ cụ được lắm con trai nhỉ? Vâng, nó không có cô, không có bá. Vâng, thế là ngày xưa các cụ là cũng sinh con một bè à? Vâng. Vâng. Thế bây giờ có chị nào bắt chiếc các cụ ngày xưa không? Không ạ. À, không ai bắt chiếc à? Bắt chiếc thì không nuôi được anh ạ. Thế là, nhưng bắt chiếc các cụ thì thiệt quá nhỉ? Thôi thiệt thòi tí ạ. Ừ. Các cụ ngày xưa thì chết. Nhà, ở nhà đấy, ghi là nào. Đây á? Ừ. Đấy bà cứ gõ vào cái Đỗ Tiến Thọ nó lên kênh ấy mà. À, thế à? Ừ. Xem được vào TV à? Vào vâng, xem lên mạng. Ông bà xem vui chút của Đỗ Thọ mà
Thank you.
Được chứ, sau đây là một vài video. Vui rồi, cũng như là thầy vui rồi. Đây là dạo đầu thôi. Em xin gửi tới bài hát Đừng Ví Em Là Biển. Tất nhiên là được, sau đây là một vài video. Tông Nam ạ. Tông Nam được. Thank you.
bây giờ hối tình rằng ôi bây giờ hối tình người có con đường chạy quanh đợt đi chạy ôi bây giờ hối tình rằng ôi bây giờ hối tình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với ông người đội quản trị Đông Nam đâu đâu giận mình ấy. Quá tuyệt vời. Nên là em đôi I'm